Hello anh em, hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em tham gia dự án của sàn Binance dành cho những em nào chuyên holder đồng BNB. Đợt này sàn mở dự án bán đồng Lazio, đội bóng Lazio, một Lazio là bằng với 1 đô thôi. Còn 3 ngày nữa là dự án này sẽ list sàn Binance. Nó sẽ tính toán thời gian nắm giữ BNB bằng số trung bình anh em. Mình đang có 17 đồng BNB thì trung bình là đang có 11,36 đồng. Trước đó thì ngày 8 tháng 10 mình có tham gia dự án này rồi là đồng beta. Mình mua được đồng beta với giá 0.0143 BNB là được 103 đồng beta. Mình sẽ cho anh em xem BNB hiện tại là 470 đô một đồng. Thì mình mua được 0.015 đi nhân với 470 là mình mua 103 đồng beta có giá 7 đô à. Rồi hôm đấy nó list sàn mình sẽ bán 103 đồng beta đấy, mình sẽ cho anh em xem. 103 đồng beta mình bán được 341 đô. Vậy là x được 50 lần nha anh em, lãi được hơn 50 lần á. 7 đô mua có 7 đô mà bán được 341 đô là rất ngon. Rồi hẹn anh em 3 ngày nữa đồng Lazio này bán được bao nhiêu nha. Thank you anh em.